Dạ thưa quý vị, em tên là Sunny, em 10 tuổi. Nhưng mà bữa nay em đi qua lấy trống của thầy em. Nhưng mà thầy em mà ông đội tóc dài nãy chút nó ông chạy cho ông giả thành nữ rồi quý vị rồi. Nhưng mà không sao quý vị à, có một cái cậu bé kia đó quý vị, cậu sinh tại một cái làng ở Ấn Độ. Cậu nói với mẹ của cậu và ba của cậu: "Ba ơi, mẹ ơi, con vừa mới tái sanh." Cái chuyện đó nói mà thầy rợn tóc ấy: "Con vừa mới tái sanh, con không phải là cái thằng nhỏ trong cái làng này đâu. Mẹ và ba đi tới một cái làng cách đây khoảng 50 km. Con ở đó đó." Trời, mới đầu đó mẹ bị nó giỡn. Trời ơi, cái kiếp cái làm sao mới biết kiếp trước kiếp sau. Có nghĩa là nhiều lúc thầy là nó là thầy. Như quý vị đừng một ngày nào đó tự nhiên người tái sanh. Quý vị coi những cái phim của Mỹ bây giờ nó là tìm một cái người mà tái sanh từ kiếp trước. Cái chuyện nó có nhiều lắm mà chuyện nó huyền bí. Bữa nay hạ trắng, bữa nào nó hạ đen, một cái chắc chết tôi thôi. Hả? Mà tự nhiên nó mây đen đang đang gì nè, nó đang mây đen xuống tôi nói dạ sau đây xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm hạ đen. Nhưng mà bữa nay có liên quan mà hạ trắng tớ đang này thầy đang ngủ mơ màng nó chết. Trời ơi, giờ này là vô rồi mình tớ request là không cho người ta trước mấy tháng mà điều hát lên xong mà thầy đánh được bài hạ trắng thầy đâu phải tám đâu quý vị. Có nhiều em hỏi chứ quý vị nhớ chương trình ngày hôm qua của hoa hậu mà Ngọc Quyên, là ca sĩ Ngọc Quyên cũng là nghệ sĩ Ngọc Quyên. Trời ơi, cổ đem cái bài tới mình gì gành hào mà thầy cứ đọc là gánh hào không mà gành hào dạ lan đó. Em tưởng là thầy đánh được giọng cổ nữa. Thôi, thầy là tâm nhạc, người ta biết thầy qua trống là tại vì thầy biết đánh guitar. Cái đó quý vị có thể làm được mà kêu thầy đánh giọng cổ thầy nói. Rồi ru ao cả bài không có bài nhạc đem tới tưởng thầy là thánh. Thầy nói thôi bây giờ với cách hay nhất thầy chỉ cho các em theo cái hạn năng của thầy. Rồi trở lại cái vấn đề tái sanh, tại sao một cái đứa bé mà nó biết nó hoàn toàn những cái môn mà nó không biết, hoặc là đứa bé nó biết được tông tích cách đây khoảng 50 km nó là đó, nó người tái sanh lại, người tái sanh lại từ một cái làng Ấn Độ thì nó ba má ơi bây giờ không phải con mới tái sanh lại đây thôi, nó về nó kể rõ các cái nhà của cha mẹ nó đó. Mà khi mà tới cái nhà của cha mẹ ruột nó nói ồ cái đứa con nhỏ nhỏ này nó nói là nó con của ông bà đó, mày đâu giống con tao đâu. Thực sự nó chỉ tái sanh chứ không phải tái sanh cái khuôn mặt quý vị. Có thể tái sanh là quý vị đã biến đổi thành một người khác. Khi nó vô nó má 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 vô cái phòng của con, vô cái đó đó sách vở của con đang để trong phòng đó, nó chỉ y chang á. Làm sao các em biết là các em đã biết sẵn cái bộ trống nó có sẵn trong người của em? Để chứng minh được điều đó cô này cô hoàn toàn không biết. Trời ơi, đồ re mi fa sol mà cô phá không cho cô phá xong rồi có đem đem bộ trống đi bán luôn hả? Thật đó mà lên đây. Tự nhiên là tối hôm qua cổ làm cái nói thầy ơi bữa nào thầy đánh cho em bài hạ trắng là thật thôi, hạ vàng hạ đen thì còn chưa đánh được, nhạc tủ thầy có chiến tàu hoàng hôn để thử ngày hôm nay coi cái độ tái sanh của khổ bao nhiêu. Đây em là Sunny mà má của Sunny ngồi để đánh mẹ em qua bên kia, em qua bên kia em ráng nhớ trong quá khứ có một cái bài nào collection của hạ trắng mà thầy có thể đánh được. Rồi đơn giản thôi quý vị, chị Thiên Na ngày hôm nay làm cái chuyện tại vì chị chưa có tập dượt với thầy, chưa tập dượt phải không em? Đó, nhờ lời cổ nói là chưa tập dượt, mình đã tập dượt 6 tháng trước rồi phải không? Đừng nói vì chưa tập dượt trận sáu đó, sáu đó vừa mới dứt 6 tháng là làm sao mà 6 tháng trước, có nghĩa là cổ chỉ symbol như vậy. Người nữ lên quý vị, ba bốn năm hoàn toàn thầy không biết cái bài này cách đây một ngày chỉ mới bật lên chấm bài cũ á. Thầy đánh giùm em hả thắng, thầy nói trời ơi nếu mình đã nói là thầy mà mình không biết bài này mà mình đánh được bài này có nghĩa là trong quá khứ trong đầu thầy nó đã có cái bài này nhưng mà thầy chưa sắp xếp thôi, bây giờ nó hơi gượng ép y chang như cái vụ của ngày hôm qua cô Ngọc Quyên ấy. Thầy đánh giùm em cái bài này gần hào giả lan, nhạc chân cao đánh cũng được nữa. Ở đó mà các em có đôi lúc giờ mình có giỏi cách mấy
bây giờ một tổng thống hay là một thủ tướng, anh nói ông đánh giùm tôi bài Hạ Trắng, mấy người đó lè lưỡi. Rồi bây giờ Thiên Nga vô đánh Sơn Bồ, vừa nghe nhạc và vừa nghe Hạ Trắng. Quý vị vừa nghe nhạc mà Hạ Trắng, quý vị 1 2 4 5 6 trôi 10 phút đầu nha quý vị, 10 phút đầu trước khi mình vô chương trình mình học. Tại vì có thể trong quá khứ thầy đã đánh rồi. Không sao, trong quá khứ thầy đánh rồi, bây giờ rehearsal thử nha quý vị. Part 1 là cổ sẽ đánh Hạ Trắng với thầy. Rồi part 2 thầy lên guitar thầy đánh quý vị. Tại vì bây giờ tập rehearsal cho lúc đó là thầy không concentrate được thầy biểu diễn, bây giờ chỉ tập rehearsal Hạ Trắng bằng bolero thử nha quý vị. Rồi sau đó thầy đánh biểu diễn guitar cho quý vị coi. Trời ơi, thầy chào luôn người đẹp Khánh Thì vô hơi sớm nha. Đang ở đâu đó? Rồi bây giờ em sẽ đánh theo cái nhịp của này trước. Rồi sau đó thầy cho đánh guitar cho em nghe. Tại vì cổ thấy thầy đánh được cái bài Chiến Tàu Hoàng Hôn guitar, nhưng mà chưa bao giờ mà thầy đánh bài Hạ Trắng guitar. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Bây giờ mình rehearsal bằng cái trống cho cổ quen, mà khi mà người ta đánh chứ không phải là thầy đánh. Rồi lúc đó thầy mới lên trọn vẹn cái guitar luôn mày. Em ta hình như chắc là chậm lắm. Giờ tập cái nhịp này trước giùm cho thầy. Mình học là phải vui. Cái gì là kiếp trước tôi đã đánh bài này rồi, tôi không nhớ nhưng mà chắc có lẽ thầy đã đánh rồi quý vị. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 Đây tôi cho cái đó trước anh nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 bài của người khác.
Rồi bây giờ rung nè, bây giờ là cái vốn của bên keyboard thầy phải transfer qua ở bên cây guitar có nghĩa là cổ phải đánh được, tại vì đã đánh được một lần, có nghĩa trong quá khứ thầy phải lôi ra, thầy chưa có sắp ở trên cây guitar. Thì cũng như cái ngày hôm qua đó quý vị, ngày hôm qua mà khi làm cho cổ, cổ nói em thử thầy, đừng bao giờ thử thầy, là tại vì thầy không đánh được, là thầy không đánh được quý vị. Mình cũng chẳng bao giờ mình thử cô Tina, em đánh giùm thầy cái bài này no quý vị. Phải có sự tập dượt, nếu mà không có sự tập dượt á, có lúc mình tự nhiên mình khớp cơ, mình đánh với người giỏi mình khớp cơ. Trời ơi, tôi với cổ bây giờ á, cổ đâu có sợ ông thầy giỏi đâu. Thầy cứ việc đánh đi, nhưng mà thầy đánh thôi chứ đừng có đánh kiểu mà vũ phu rồi vậy. Đánh thôi, đánh đờn, đánh đềm, đánh nhạc. Rồi bây giờ làm thế nào thầy có thể transfer cái cây guitar một cách dễ dàng như quý vị? Rồi sau đây quý vị thưởng thức cái nhạc phẩm mà thầy đánh bằng guitar quý vị. Rồi cho thầy ạ. Thưa quý vị, cái đặc biệt ngày hôm nay là thầy nhận được cái thầy ngồi làm bài, cái nói làm sao thầy đánh cho em Hà Trắng. Nếu mà trường hợp mà mình là nhạc sĩ, mà nhạc sĩ bình thường mình sợ lắm, mình skip, tôi bắt chước bà Khánh Thùy, cho chị tuần sau, cho chị tháng sau, rồi cho chị năm sau, là không bao giờ muốn đợi không đánh. Nếu mà đã có là nhạc sĩ chân chánh rồi, người ta request, giờ mình có dở cách máy đi nữa, thầy vẫn làm. Đây quý vị, cũng một cái style của cổ đó, thầy mượn một cái track trên internet, tại vì khi mà thầy đánh làm sao mà thầy biểu diễn được, thầy cho cổ nghe cái đó, thầy đếm nhịp dùng cho cổ. Cái cách tập này rất là hay nha quý vị. Quý vị take cái time, nghe thử một cái track, rồi thầy đếm nhịp cho cổ liền. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lẹ hơn cái gì bữa nãy.
mà khi cần dưới thầy phải đó. Bây giờ thầy phải sắp từ cái đàn khi bò qua như vậy, rồi thầy sẽ đếm nhịp cho cổ y chang như vậy, rồi thầy bỏ cái này ra để biết rõ ràng là cái này không có thâu CD xuống, chỉ có hai thầy trò trình diễn thôi. Lần đầu tiên tôi mời trên na của kiếp trước mà đi đánh với tôi, trả lời bà mà đánh trật một cái tôi động thổ luôn quý vị nha. Không sao hết, enjoy bài nhạc hay dở thành vấn đề, nhưng mà cái này là cả hai thầy.
Trời ơi. Thiệt quý vị. Dạ em sợ thấy một tổ em sợ thấy mẹ. Có nghĩa là không có tập với quý vị, nhưng mà cái sự cố gắng của bộ thầy collection với quý vị. Đánh từ cây đờn keyboard rất là dễ, thầy thiên về cái này. Nhưng mà khi mà transfer cầm trên, cầm thầy thành công ở trên cầm trên. Lúc mà ở bên Việt Nam học thì học cầm trên, nhưng mà khi qua Mỹ thầy phải học cầm dưới. Tại vì cái số nốt nó bị bát độ mà mình bend được là được. Rồi bây giờ cổ nghỉ 5 phút cho thầy.